sang tên sổ đỏ cho con cái là cho tặng hay thừa kế sẽ có lợi hơn. Thì cái này lợi hay hại ấy, nó tùy thuộc vào tùy từng điều kiện hoàn cảnh gia đình. Thông thường thừa kế ấy, người ta chỉ làm khi người ta sắp chết, hoặc là chết rồi mà không làm thì nó sẽ có di chúc trước khi chết. Thừa kế thì có thể nói là sau khi gia đình không làm di chúc và không làm thừa kế thì sẽ phải có biên bản họp gia đình để thỏa thuận về cái tài sản là của người đã chết. Và những cái thế hệ là ở hàng thừa kế thứ nhất theo quy định của pháp luật. Thế còn nếu như giả sử mà người ta còn đang sống khỏe mạnh thì người ta sẽ làm cho tặng. Tuy nhiên cho tặng này nó phải tùy theo từng trường hợp, điều kiện hoàn cảnh của từng nhà. Để đơn giản hóa đi, tại sao không cho tặng lúc còn đang sống và lúc đang khỏe mạnh đi? Nhưng mà có những cái trường hợp người ta rất sợ việc cho tặng như thế, con cái sẽ lấy tài sản đi để tiêu tán, ăn chơi, chơi bời, bóng đá, lô đề. Nên là các ông bố bà mẹ không muốn là cho tặng từ cái thời điểm mà người ta đang còn sống, mà người ta cứ để bao giờ thôi khuất mắt trông coi là tôi chết rồi thì các ông muốn làm gì làm, tôi giữ đến cho con trai, cho thế hệ con cháu đến lúc tôi chết rồi, còn nhắm mắt xuôi tai rồi thì chịu rồi, thì lúc đấy là thừa kế hoặc là biên bản thỏa thuận gia đình. Để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên follow Dr. Len Bắc Đại Bàng để nhận thêm nhiều thông tin, kiến thức giá trị.